Vâng, xin chào bác, là bên Kinh Sạc. Và hôm nay mới về một em siêu phẩm của thương hiệu Gian, dòng rốt cuộc model TCR Combo Sheet 2. Đây là mẫu Gian đầu tiên Combo Sheet 2 về bên em, với cái tông màu trắng xanh và màu đen. Xe đánh giá rất là mới, độ mới của xe trên 95% xe. Và lần này xe em mới về với cấu hình full đồ Tiagra và full carbon. Xe rất là nhẹ nhá. Và bây giờ em xin đánh giá tổng thể cho chiếc xe. Vâng, thì rất nhiều các bác hỏi em về những cái mẫu của thương hiệu Gian cao cấp dòng đua, thì nay em về một chiếc dòng TCR model composite. Nhưng mà lần này em mới về được một chiếc composite 2 rất là cao cấp, và cấu hình của xe rất là tốt. Khung carbon, càng carbon và cọc in carbon rất là cao cấp của model TCR composite. Lớp sơn em đánh giá là trên 95% và hầu như không có một vết sức nào trên khung xe cả. Toàn bộ khung xe này là carbon hết bác nhé, rất là nhẹ. Đây là mẫu dòng Gian cao cấp của thương hiệu Gian, dòng đốt đua. Các bạn thấy rõ cái lớp sơn của nó rất sáng và bóng, bên trên phủ một lớp lalo chống xước sơn xe. Và so với mẫu cũ của dòng TCR Composite mà em từng review giới thiệu qua, thì cái mẫu TCR Composite lần này bên trên khung xe đằng trước thì nó khắc những cái đường vân 3D nổi của dòng TCR dập chìm bên trong. Đây có thể thấy rõ. Đây là tạo điểm nhấn cho cái bộ khung xe rất là hiện đại. Có thể nhìn cái lớp sơn của nó đây, rất sáng và bóng. Hầu như em đánh giá là trên 95% xe chỉ mới thì dùng một lớp vào thị trường bên kia thôi. Rất nhiều các bác hỏi em về những dòng Gian cao cấp của dòng TCR, thì lại em về chiếc TCR Composite 2 full carbon. Giá bình nước chính hãng của xe, của Gian luôn, thương hiệu Gian đó nhá, giá bình nước của Gian nguyên bản trong xe, giá của Gian. Các bác đánh giá cái độ mới của xe gần như là mới hoàn toàn. Và cái giá thành của cái dòng xe TCR Composite này bên thị trường bên kia giá rất là cao bác nhá. Và cái model lần này em về là model của TCR Composite 2. Ghi đông cổ phốt chính hãng của dòng Gian SL. Thì những thương hiệu Gian em đã giới thiệu qua, thì những phụ tùng ghi đông cổ phốt của thường Gian, thì cái dòng Gian thường Alouis và dòng Gian SL. Thì đây là dòng Gian SL dành cho những dòng Gian cao cấp. Đây là cái lông đen cổ phốt của xe là carbon đó nhá. Tay cuốn cũng là cái tông màu xanh trắng rất là mới luôn, xe rất ít đi nhưng tay lắm của nó gần như là nguyên. Cũng là cái tông màu xanh trắng kèm theo xe rất là nổi bật, cái tông màu của dòng Gian Composite. Đây là cái mẫu dòng Gian cao cấp của những dòng model dòng Gian là dòng TCR, và cái dòng của nó TCR là dòng Composite, tức là dòng Composite là carbon full toàn phần mà em giới thiệu rất nhiều trong thời gian vừa qua. Và đây cũng là một trong những cái mẫu rất là hot dòng Gian cao cấp bên em. Và xe bên tay trái em sử dụng với bộ group tay lắc chính hãng của Shimano Tiagra, trang bị với 10 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Bên tay phải em được trang bị với 2 tầng đĩa cũng chính hãng của Shimano Tiagra. Đằng trước xe được sử dụng với cụm phanh 3 mảnh thông thường của dòng rốt của Shimano Tiagra, khung carbon giúp cho trọng lượng tổng thể của xe rất là nhẹ. Càng carbon càng là càng carbon. Đây là cái thông số mã vạch chính hãng của dòng Gian vẫn ở nguyên theo xe này, bác nhìn rất là mới đây. Xe rất là ít đi đâu mà các mã vạch còn gần như là mới nguyên, dùng rất là ít bên thị trường. Và lần này em về xe nó được trang bị với các cặp vành chính hãng của Cero, vành hiệu cao cấp, vành Cero bác nhá. Thì em đã giới thiệu qua là vành Cero là vành hãng rất là cao cấp từ trước đến nay của thương hiệu phụ tùng, những thương hiệu vành Cero hay Mavic Composite. Đấy, vành hiệu Cero, vành nhôm hai lớp, vành siêu nhẹ bác nhá. Vành may ơ chính hãng của Cero luôn. Căm là đũa của xe được trang bị với căm lá hẹ, căm dẹp giúp cho lực chắn gió của xe rất là tốt.
cắm lá hẹ, cắm dẹp. Kích thước lốp là 700 x 23C. Kích thước lốp khá cơ bản của thông thường của dòng xe cuộc road đua. Và những video trước em giới thiệu qua thì thường những dòng composite đều có cái mã vạch chống hàng giả hoặc các tem khung xe. Khi những cái làm trên xe của bên nhà máy là nó có cái logo nhôm bên dưới đây, chính hãng của xe. Đấy, bên dưới khung dưới gầm xe. Các bác phải lên trên mạng để tham khảo thêm về cái dòng TCR composite này. Gạt đi chính hãng của Shimano Tiagra, đùi đĩa chính hãng của Shimano Tiagra. Mà lần này cái chiều size của khung là size 47, size S. Size S 47, tức là thích hợp các bác là 1m6 đến trên 1m7 đi vừa. Cọc yên carbon. Tức là cao cấp, đây là những thông số cho bác nên sử dụng. Lên xuống của cọc yên xe. Yên cao cấp Pizogo Zero nguyên bản theo xe. Thường thì những dòng xe composite TCR sử dụng với viên Pizogo. Đằng sau xe sử dụng với cụm phanh ba mảnh chính hãng cũng của Shimano Tiagra nguyên bản theo xe. Củ đề chính hãng của Shimano Tiagra. Đằng sau xe cũng được sử dụng với cặp Mayer chính hãng của vành hiệu Cedo. Mayer và vành chính hãng của Cedo, vành hiệu cao cấp, một thương hiệu rất là nổi tiếng về trang bị vành và Mayer xe đạp thể thao. 10 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Lip và xích cũng rất là mới lắm nhé, xe rất là ít sử dụng, đó mà là gần như là nguyên bản theo xe hết. À, và còn đây, bê đan bạc đạn của Mizic, rất là cao cấp. Và bây giờ em xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Lên lip. Xuống lip. Vâng, sử dụng rất là trơn tru mật mà bác nhá. Bên đây phải em sử dụng với 2 tầng đĩa. Đùi đĩa chính hãng của Tiagra, nguyên một gờ đút chính hãng của Tiagra luôn. Trắng xanh, rất là nổi bật. Mà rất là mới, em đánh giá tổng thể xe là trên 95% xe. Rất là mới, đây là cái màu rỗng composite mới gần như là nguyên trong xe. Rất là cao cấp của dòng gian. Toàn bộ sử dụng với đều là carbon, khung carbon. Cọc yên và càng xe đều là carbon hết. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể của thông xe gian cao cấp model TCR composite. Và lần này là composite 2, full carbon. Và xe có giá rất tốt bên nhâm là 16 triệu. Nguyên một group chính hãng của Tiagra, 16 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh bằng khai các trước ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên trên YouTube tìm kiên đồ cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các bác liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424 và nhấn đăng ký theo cái kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.